Toàn bộ các cái tàu của từ về cảng cá Mắt Rồng mà khi đi khai thác là họ đi qua đây. Thế cho nên cái mục đích của đoàn kiểm tra chúng tôi ở đây là kiểm tra tất cả các cái tàu đi khai thác về cái giấy tờ, thủ tục giấy tờ, các cái quy định pháp luật liên quan đến các cái tàu thuyền khi hoạt động trên biển. Thì hiện nay tất cả cái thành phố trên địa bàn thành phố thì mới lắp đặt được là 305 chiếc, còn trên 60 chiếc, là chưa lắp, còn đặc biệt là các khu huyện Thủy Nguyên này còn 64 chiếc là chưa lắp cái công tác hành chính. Cho nên là trên cơ sở là ở đây là mục đích là mình kiểm tra và yêu cầu là phải lắp, trong cơ chế chính sách được hỗ trợ 50% sau đầu tư. Cho nên là đã bị ngắt kết nối rất lâu rồi đấy, và bây giờ là tất cả các cái thiết bị này hiện nay là không làm được nữa, cho nên là để các anh là bây giờ thay thiết bị khác.